Thưa quý vị, sau thời gian liên tiếp tấn công dữ dội vào những cứ điểm chủ chốt của binh lính Ukraine trên chiến trường, mới đây, ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đã tuyên bố các lực lượng Nga đã kiểm soát 75% thành phố Bakhmut mà trận chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt và lâu nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông Denis Pushilin tuyên bố với kênh truyền hình Russia 24 của Nga hôm 10 tháng 4 sau chuyến thăm tới khu vực này, Tôi có thể nói chắc chắn rằng hơn 75% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga. Tuy nhiên, ông Pusilin cảnh báo còn quá sớm để nói về việc Bakhmut thất thủ hoàn toàn vì các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở khu vực phía tây của thành phố. Ông Pusilin lưu ý rằng các chiến binh của Tổ chức Quân sự Tư nhân Nga Wagner có thể đã treo cờ Nga trên tòa thị chính thành phố ở Bakhmut Đây là dấu hiệu chính cho thấy lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố này. Ông Pusilin nhấn mạnh khi đối phương buộc phải rút lùi trước các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Nga, họ cũng tìm cách gây ra thiệt hại tối đa. Tòa thị chính thành phố bị nổ tung với một lượng thuốc nổ khá lớn, tòa nhà không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại những đống đổ nát, và họ đã ngăn chúng tôi cắm cờ trên một tòa nhà còn nguyên vẹn, nhưng chúng tôi đã cố gắng cắm cờ ngay trên những gì còn lại. Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5 tháng 4 đã đề cập tới khả năng rút quân khỏi Bakhmut, nhấn mạnh sẽ đưa ra các quy định tương ứng nếu các lực lượng của họ có nguy cơ bị quân đội Nga bao vây. Mới đây, trong một đoạn video được đăng tải, các thành viên của công ty quân sự tư nhân quốc của Nga tuyên bố đã phá hủy một xe bọc thép chở quân BTR-4E hiện đại của quân đội Ukraine gần khu vực Bakhmut ở miền đông nước này. Theo đó, xe thiết giáp này nhiều khả năng bị tấn công bởi tên lửa chống tăng từ lực lượng Wagner. Sau khi trúng đạn, xe bọc thép BTR-4E đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. BTR-4 là loại xe bọc thép chở quân do các kỹ sư Ukraine phát triển và chế tạo từ đầu những năm 2000. Xe được thiết kế với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ, các đơn vị bộ binh cơ giới cũng như chi viện hòa lực trên chiến trường. Ngoài ra, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thủy đánh bộ Ukraine do có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Với những khả năng tác chiến mạnh mẽ, BTR-4E còn được biết đến với tên gọi thiết giáp giáp thủ và là một trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh uy lực nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov mới đây đã bình luận về những phản ứng của phương tây liên quan đến việc nga triển khai vũ khí hạt nhân tại belarus theo ông peskov phương tây đang thể hiện sự thiếu kiểm chế và đang thổi phồng các nội dung về vấn đề vũ khí hạt nhân Trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình một Nga, ông Peskov nói rằng việc Moscow triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus là quyết định được Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định, căn cứ theo những yêu cầu lặp đi lặp lại của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo ông Peskov, châu Âu đã thể hiện thái quá về kế hoạch của Nga mà quên đi rằng chính châu Âu cũng đang là nơi Mỹ đặt các vũ khí hạt nhân nhằm gây áp lực đối với biên giới Nga người phát ngôn điện kremlin bình luận tập thể phương tây không có xu hướng nhắc lại chủ đề vũ khí hạt nhân của mỹ vốn có ở châu âu xung quanh biên giới nga nhưng trong trường hợp này, họ có xu hướng phản ứng cuồng loạn đối với kế hoạch xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của chúng tôi ở lãnh thổ Belarus. Quy định đưa vũ khí hạt nhân Nga đến Belarus được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào cuối tháng 3. Quy định này được thúc đẩy sau khi Vương quốc Anh bày tỏ sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí sử dụng uranium nghèo. Tổng thống Nga đã nói rằng Nga duy trì quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của mình và hành động này không khác nhiều so với những gì Mỹ đã thực hiện ở các nước đồng minh châu Âu. Ông Putin nhớ lại, Mỹ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh. Chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ làm điều tương tự họ mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được bố trí tại 5 quốc gia NATO ở châu Âu, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu và xa hơn nữa như một phần trong chiến lược gian đe của NATO. Số lượng và vị trí chính xác của số vũ khí này cũng được giữ bí mật. Theo Sputnik, có khoảng 100 quả bom B-61 được cất giữ tại 5 quốc gia thành viên NATO nói trên. Mới đây, phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị Nga nên đảm bảo rằng họ sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài. Tại cuộc gặp, các vấn đề về huấn luyện chiến đấu và phối hợp nhóm quân chung đã được thảo luận. Tổng thống Belarus alexander lukashenko cho biết trong các cuộc đàm phán tổng thống putin hoàn toàn ủng hộ belarus trong mọi lĩnh vực đồng thời theo ông hai bên cần xem lại tất cả các hiệp ước và thỏa thuận văn bản pháp lý liên quốc gia nào nên được thông qua ngay bây giờ để đảm bảo an ninh hoàn toàn cho belarus Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh điều này đã được nêu lên tại các cuộc đàm phán. Như vậy, trong trường hợp Belarus bị xâm lược, Liên bang Nga bảo vệ Belarus như lãnh thổ của chính mình. Đây là những loại đảm bảo an ninh mà chúng tôi cần. Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố rằng các nước phương Tây không thực hiện các thỏa thuận trong khuôn khổ bản ghi nhớ Budapest khi họ đưa ra các đảm bảo an ninh cho nước Cộng hòa để đổi lấy việc rút vũ khí hạt nhân về phần mình bộ trưởng quốc phòng nga shoigu cảm ơn tổng thống belarus về điều kiện huấn luyện quân đội nga trên lãnh thổ của nước cộng hòa ông nhấn mạnh nga sẽ xem xét tất cả các vấn đề về thời gian lưu trú và chuẩn bị tiếp theo của quân đội có thể mở rộng phạm vi như nhà lãnh đạo belarus đã thỏa thuận với tổng thống putin tuần trước tổng thống belarus lukashenko đã có chuyến thăm và làm việc tại nga các nhà lãnh đạo hai nước đã đồng ý rằng nga và belarus sẽ chuẩn bị khái niệm an ninh cho nhà nước liên minh do căng thẳng gia tăng trên thế giới trong diễn biến mới nhất thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry peskov đã tuyên bố phương tây không nhớ vũ khí hạt nhân của mỹ ở châu âu nhưng phản ứng dữ dội trước kế hoạch của nga tạo cơ sở lưu trữ vũ khí như vậy ở belarus trước đó tổng thống putin đã tuyên bố rằng nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ belarus theo ông điều này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế nhà lãnh đạo nga cũng nhấn mạnh rằng một phần số lượng máy bay của belarus đã được chuyển đổi để sử dụng loại vũ khí này Trong một báo cáo mới đây, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Ukraine tuyên bố đã sẵn phẳng một cứ điểm của quân đội Nga bên bờ sông Khonka ở Kherson. Theo đó, hỏa lực của đặc nhiệm Hải quân Ukraine phối hợp cùng lực lượng pháo binh đã liên tục được bắn vào các cứ điểm của quân đội Nga. Theo một số nguồn tin, cứ điểm này được cải tạo từ những căn nhà ven bờ sông Konka và được Nga sử dụng để kiểm soát tình hình tại nhánh sông chiến lược này. Với sự hỗ trợ chỉ điểm của máy bay không người lái UAV, các binh sĩ Ukraine đã tập kích chính xác, gây ra những vụ nổ lớn, qua đó săn phẳng căn cứ của lực lượng Nga. Theo hãng tin mail.in.ua, Trung tâm tác chiến Hải quân đặc biệt số 73 là đơn vị vô cùng tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Ukraine. Đơn vị này được thành lập để tiến hành các hoạt động tác chiến đặc biệt. Vào tháng 2 năm 2022, các đặc nhiệm của trung tâm này đã nhận được nhiệm vụ ngăn chặn kế hoạch tấn công đổ bộ của Nga xuống căn cứ không quân Kulbach-Kine ở vùng Mykolaiv. Vào tháng 7 năm 2022, các đặc nhiệm hải quân từ Trung tâm tác chiến Hải quân đặc biệt số 73 cũng tham gia vào chiến dịch giành lại đảo rắn của quân đội Ukraine. Sau khi lực lượng phòng thủ Nga rút đi, các đặc nhiệm này là những binh sĩ Ukraine đầu tiên đổ bộ lên hòn đảo Tiền Tiêu ở Biển Đen và tiến hành cắm quốc kỳ Ukraine. Vì những thành tích trên, vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Tác chiến Hải quân đặc biệt số 73 đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao tặng giải thưởng đặc biệt vì lòng dũng cảm và sự can trường. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những video trên. Quân đội Ukraine cho biết đã phá hủy loạt khí tải Nga trong các cuộc giao tranh ở vùng Donbass, bao gồm liệu pháo D-20 và trực thăng Mi-24. Lực lượng Ukraine thông báo trên mạng xã hội Facebook hôm 10 tháng 4, các sĩ quan của lực lượng biệt kích phối hợp cùng các đồng đội từ một đơn vị pháo binh đã phá hủy một liệu pháo D-20 và một kho đạn dược. Theo thông báo, các đơn vị phòng vệ Ukraine đã phát hiện liệu pháo D-20 152mm của Nga trong quá trình trinh sát trên không ở khu vực gần Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông của Ukraine. Lực lượng Ukraine cho biết thêm, một phát nhắm bắn chính xác từ M-777 đã tiêu diệt mục tiêu của đối phương. Lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cũng tuyên bố phá hủy một trực thăng Mi-24 của Nga ở Donetsk. Lữ đoàn cơ giới chuyên biệt số 110 của Ukraine thông báo các quân nhân của lữ đoàn chúng ta đã hạ một trực thăng Mi-24 của đối phương. Đối phương tiếp tục nỗ lực thực hiện các hoạt động tấn công trên mặt trận Afdika, nhưng bị đáp trả tương xứng và chịu tổn thất nặng nề về mặt nhân lực và thiết bị. Quân đội Nga gần đây liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào thành phố Avdika ở miền đông Ukraine. Việc giành được một thành phố chiến lược với khoảng 30.000 dân này sẽ gây sức ép lên toàn tuyến phòng ngự của Ukraine ở Donbass, từ đó đe dọa trực tiếp thành trì Bakhmut của Kiev.